Thưa quý vị, luật khám chữa bệnh cấm y bác sĩ kê thực phẩm chức năng và đơn thuốc. Thế nhưng việc kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng thì vẫn xảy ra rất phổ biến. Mới đây thì báo chí có phản ánh về một trường hợp khi đi khám tại một bệnh viện tuyến trung ương thì bệnh nhân này đã phải chi trả khoảng 400.000 đồng cho thuốc điều trị nhưng mà lại phải chi đến khoảng gần 5 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng. Như vậy thì số tiền mua thực phẩm chức năng thậm chí còn gấp 10 lần thuốc điều trị. Và đây cũng không phải là một trường hợp cá biệt. Vậy việc bác sĩ ngang nhiên kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc thì sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào? Vì sao thực phẩm chức năng cấm thì mà vẫn được kê ở trong đơn thuốc? Cùng chia sẻ vấn đề này, hôm nay chúng tôi mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, người sẽ cùng chia sẻ với chúng ta. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ đã cùng đồng hành với chương trình. Vâng, xin chào ạ. Vâng ạ. Có thể thấy là một vài câu chuyện mà bệnh nhân đi khám ở bệnh viện tuyến trung ương, câu chuyện là thuốc điều trị thì là 5 triệu. Nhưng mà thuốc điều trị không phải là điều trị mà chỉ là thực phẩm chức năng đã kênh đến gấp 10 lần, tức là vào khoảng 5 triệu. Và trong thực tế thì tình trạng này cũng rất dễ phổ biến tại các bệnh viện. Vậy thì không biết là bác sĩ có cái chia sẻ gì về cái tình trạng này? Đúng là cái thực trạng này xảy ra ở một số thầy thuốc. Vâng. Nguyên nhân thì có rất nhiều. Vâng. Đấy, thì là đầu tiên trong những giai đoạn đầu ấy thì chúng ta cấm không cho bác sĩ kê đơn cùng với cái tên thuốc ở trong một cái đơn thuốc. Vâng. Mà có thực phẩm chức năng. Thế tuy nhiên nếu không cho kê đơn vào đấy thì người ta lại kê ra một cái tờ nhỏ nhỏ và phải ghi rõ cái tờ nhỏ nhỏ đấy là thực phẩm chức năng. Hiện nay nếu mà muốn kê thì phải kê ra tờ nhỏ nhỏ và phải nói với bệnh nhân rằng cái này là thực phẩm. Vâng. Thực phẩm thì không phải là thuốc, cho nên không thể thay thế thuốc được. Đấy. Thế tuy nhiên nhưng mà vì cũng có khi đông bệnh nhân hoặc là cũng có khi trong lúc làm thì cũng quên. Đấy, cho nên là vì nó phức tạp quá, vì hai tờ mà, đúng không? Nó phức tạp quá thì người ta kê viết thêm vào trong cái tờ đấy. Cái nguy hiểm ở chỗ không phải là nó đắt hay không đắt. Tôi vẫn nói với các học trò của tôi rằng nếu các em kê như vậy mà các em không giải thích rõ ràng đây là thực phẩm, không thay thế được thuốc, thì nhớ như cái tâm lý của người bệnh, cứ tưởng cái gì đắt là cái gì tốt. Vâng. Đó, thế thì có khi người ta lại sử dụng cái thực phẩm chức năng ấy là nhiều. Vâng. Mà người ta lại không sử dụng cái thuốc, người ta cho là rẻ, có khi lại không tốt. Vâng. Tôi đã gặp những trường hợp rất là đau lòng khi mà ngay cả nói cái Orezon, đừng nói cái thuốc quá đắt đâu. Orezon thuốc rất là rẻ, nhưng mà cái Orezon gọi là thực phẩm chức năng thì đắt hơn rất nhiều. Vâng. Mà uống lại ngon, lại dễ. Cho nên những bệnh nhân tiêu chảy là cứ uống cái đó là đã có những người nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cách đây 4-5 năm tôi đã nói rồi. Đấy, thế thì cho nên là tôi nói là nếu mà kê lẫn vào trong cái đơn thuốc mà không nói rõ đâu là thực phẩm chức năng, đâu là thuốc, thì có nguy cơ người bệnh sử dụng cái thực phẩm chức năng nhiều và nguy cơ bệnh lại không khỏi, mặc dù vẫn tốn rất nhiều tiền. Vâng, có thể nói là cũng chỉ là một số những trường hợp mà chúng ta nhìn thấy như là con sâu bỏ dầu nổi canh thôi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải nhận định một điều là cái việc mà kê cái đơn thực phẩm chức năng cùng với đơn thuốc tạo ra một cái sự nhầm lẫn và thậm chí là có quá hay không khi mà nói là bệnh nhân đang bị móc túi một cách trắng trợn như vậy. Thì nói câu đấy thì nó cũng hơi nặng lời. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng đúng trong một số trường hợp. Đúng. Là bởi vì tại sao? Tại vì bây giờ mình giao quyền tự chủ cho bệnh viện. Tôi đã đi rất nhiều bệnh viện và tôi nói với các ban lãnh đạo rồi. Thì người ta bảo là cái áp lực đấy thu vào để mà chi lương tăng thêm cho cán bộ nhân viên cũng không nhỏ. Đấy, vì vậy cho nên là nhiều khi thấy một cái đơn thuốc rẻ quá thì cái thu lợi nhuận lại không bao nhiêu. Thì lấy tiền đâu để mà chi cho cán bộ nhân viên. Vâng. Cho nên đôi khi, đây tôi có không có nhiều, nhưng mà cũng có cái chuyện đó. Tức là kê thực phẩm chức năng thì lợi nhuận cao. Thì trong một cái đơn thuốc ấy, thu về nhiều tiền hơn. Và chính vì nhiều tiền hơn thì mới có cái tiền cho thu nhập tăng thêm cho cán bộ nhân viên. Vâng. Thì đây cũng là một cái áp lực. Vâng. Tôi cũng công nhận có, chứ không phải không có. Vâng. Nhưng mà điểm cuối thì rõ ràng là các bệnh nhân phải điều trị rất là dài ngày. Thường thì chúng ta nhìn thấy là cái tỷ lệ rất là cao những cái bệnh nhân mắc cái bệnh hiểm nghèo như vậy. Đúng. Thì họ lại không có một cái chi phí đủ lớn. Thế nhưng mà khi mà họ nhìn vào đơn thuốc đến như vậy thì họ vẫn bắt buộc phải mua. Vâng. Vậy thì rõ ràng cái điều này gánh nặng rất lớn cho các gia đình bệnh nhân, và đặc biệt là những gia đình mà không có điều kiện đấy, đúng không? Đúng thế. Cho nên tôi mới nói là bây giờ lại phải giáo dục thêm cho các thầy thuốc. Vâng. Tại vì thế này ạ, trong một cái đơn thuốc thì chúng tôi bảo đơn thuốc nào là hợp lý thì nó có ít nhất là 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là hiệu quả, hiệu quả có nghĩa là cái bệnh nhân ấy là phải khỏi. Vâng. Tiêu chí thứ hai là an toàn, khỏi nhưng mà không gây hại hoặc là không có tác dụng phụ cho cái bệnh nhân đó. Vâng. Nhưng cái điều thứ ba ít người để ý đó là phải kinh tế. Kinh tế có nghĩa là cái đơn thuốc mà ít tiền nhất, cứ nói nôm na là thế, là ít tiền nhất nhưng mà lại chữa khỏi tốt thì cái đơn đó mới là hiệu quả. Chứ cái đơn mà quá nhiều tiền để chữa một cái bệnh rất là đơn giản thì tôi cho là quá phí phạm. Mà như thế thì phải giáo dục cho cái thầy thuốc là cũng nên là lăn tăn đầu óc của mình. Tại vì mình đôi khi mình lại làm cho bệnh nhân nghèo đi. Bởi vì bây giờ người ta nói chính chuyện là khi mắc bệnh rồi nghèo đi rất là nhiều, thì mình lại vô tình mình lại góp thêm vào cái chuyện đó thì rất là suy nghĩ. Vâng. Cho nên chúng tôi cứ giáo dục cho các học trò của tôi là các em phải suy nghĩ điều đó. Bệnh nhân của chúng mình nghèo là nhiều, tôi phải nói thẳng. Vâng. Thế còn thực phẩm chức năng, xin thưa, là dành cho những giới nhà giàu. Chứ không, mình chia rất rõ như thế. Đấy, vâng. thì nếu mà ta hiểu như thế thì các thầy thuốc sẽ cân nhắc trường hợp nào chúng ta cho, trường hợp nào chúng ta không cho. Vâng. Chứ nếu không một gia đình nghèo như thế này chúng ta cứ kê toàn những thực phẩm chức năng đắt tiền như thế đấy thì không hay. Còn những gia đình giàu người ta cần nâng cao sức khỏe người ta ngoài cái bệnh ra, đúng không? Vâng, chính xác. Thì chúng ta vẫn có thể kê được chứ không phải không kê. Đấy. Vâng. Đó là vấn đề về lương tâm, lương đúng, thế, đúng thế. Nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định rằng là thực phẩm chức năng thì có thể hỗ trợ các bệnh nhân trong cái quá trình chuyển hóa và công tác điều trị. Đúng. Vậy thì cái công tác trong lĩnh vực nhi khoa lâu năm rồi thì không biết là bác sĩ đã từng gặp cái trường hợp nào mà kê đơn các cái vấn đề về thực phẩm chức năng này, nhiều gia đình lại kém hiểu biết hoặc là tốn kém thì không nói, nhưng mà ảnh hưởng về lâu về dài khi mà sử dụng lạm dụng các cái thực phẩm chức năng thay cho thuốc không? Đúng thế. Vâng. Có chứ, chúng tôi có gặp. Đấy, như đầu chương trình tôi nói là riêng về cái bệnh tiêu chảy là cái bệnh nó rất dễ thôi. Được. Đấy, thế mà là thay vì anh phải cho con anh uống cái ozone rất là thông thường đấy, mặc dù nó hơi khó uống nhưng mà nó lại chữa được bệnh. Giống như các cụ gọi là thuốc đắng dã thân đó. Đấy. Nhưng mà anh lại cứ lấy cái thực phẩm chức năng pha sẵn hoặc là pha thêm các cái hương liệu vào để cho nó dễ uống. Vâng. Nhưng mà kỳ thực cái đó không có tác dụng chữa bệnh. Mà đặc biệt là bệnh tiêu chảy là cái bệnh cấp tính có thể chết người được. Vì thế cho nên là nếu chúng ta nhầm lẫn thì rất là nguy hiểm ở chỗ đó. Vì vậy chúng tôi mới nói là đấy các em, nếu mà trong nhi khoa thì tôi xin khuyên là những bệnh cấp tính không được kê thực phẩm chức năng. Vâng. Đấy, để ta rạch ròi ra. Vâng. Tại vì ta phải kê những cái thuốc để chữa cho người ta khỏi cái đã. Thế còn những bệnh mạn tính nhưng mà giai đoạn cấp cũng không được kê chức năng. Còn nếu mà lâu dài ấy, những bệnh mạn tính chữa năm này qua năm khác thì thế nào nó cũng ảnh hưởng sức khỏe, đôi khi nó ảnh hưởng dinh dưỡng thì chúng ta kê được. Vâng. Đấy, thì đấy đơn giản như thế để dễ hiểu. Đấy là rạch ròi và rất là cụ thể. Cũng phải nói thêm là Bộ Y tế đã có không ít lần đưa ra những văn bản mà cấm kê thực phẩm chức năng vào trong các đơn thuốc điều trị. Và trên thực tế thì rõ ràng là thực phẩm chức năng thì vẫn xuất hiện trong các đơn thuốc. Vâng. Vừa rồi thì Phó Tiến sĩ bác sĩ Dũng cũng chia sẻ một cái góc cạnh, đó là về cái việc mà chi trả ở trong bệnh viện, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn có những yếu tố nào khác khiến cho cái việc mà thực phẩm chức năng vẫn xuất hiện ở trong cái đơn kê thuốc? Vâng. Đấy thì là cũng một số các cái thầy thuốc cũng không hiểu về nguyên tắc kê đơn. Vâng. Chứ còn thì về nguyên tắc kê đơn là cấm không được kê cái thực phẩm chức năng cùng vào trong cái đơn thuốc đấy. Vâng. Mà phải cái tờ khác và anh phải được tư vấn thì cuối cùng là anh cũng kê vào đấy. Thì tôi cũng nhắc nhở là nếu như mà các cơ quan mà gọi là chức năng mà phạt là các vị bị phạt đấy. Vâng. Ngày trước ở bệnh viện tôi cũng đã có phạt một số trường hợp đấy mà. Tức là anh kê thực phẩm chức năng cùng vào đơn thuốc mà. Đấy, thế là cũng có phạt. Vâng. Phạt luôn đấy, chứ không phải không. Vì vậy cho nên là phải rạch ròi rõ. Nhưng mà thêm ở đây tôi cũng nói thêm một điểm nữa là các cơ quan cấp phép ấy thì có một cái dòng trên là thực phẩm này không phải là thuốc. Vâng. Nhưng mà chữ bén lắm, xin thưa chữ bén tí, tôi còn đeo kính lên tôi đọc còn không thấy. Như vậy cũng có nhẽ là bây giờ ta phải thêm vào cái chữ đó phải thật to. Đấy, cũng giống như là các cái quản lý khác đấy. Cái dòng nào cần phải thông báo cho nhân dân thật rõ thì anh phải viết to, chứ bây giờ như tôi này mà đeo kính vào tôi không còn đọc được đấy là thực phẩm chức năng hay là thuốc, thì cho nên nó cứ nhập nhằng giữa thuốc và thực phẩm chức năng. Vâng. Có thể là có những cái lỗ hổng trong vấn đề về nghiệp vụ khiến là một số các bác sĩ có thể là kê nhầm lẫn hoặc là kê chung thực phẩm chức năng cùng với thuốc điều trị. Thế nhưng chúng ta cũng phải nói đến cái câu chuyện là có những cái trường hợp mà chủ ý là cùng móc nối, cùng câu kết với các cái đơn vị, đúng không ạ, để kê ra thực phẩm chức năng và móc nối với các nhà thuốc. Vậy thì cái câu hỏi này, cái thực trạng này thì đặt ra một cái vấn đề là chúng ta phải giải quyết như thế nào hoặc hạn chế như thế nào cái tình trạng kê nhầm lẫn hoặc là cố ý kê thuốc cùng với thực phẩm chức năng để mà tránh cái tình trạng là người dân đang bị gọi là dồn nén về cái túi tiền, hay còn gọi một cái cách nó quá hơn là bị móc túi như vậy. Vâng, tôi nghĩ là nếu mà các bệnh viện nhà nước thì làm cái điều này được, không khó, là bởi vì mỗi một cái đơn thuốc đều được lưu lại. Đấy, hiện nay là được lưu lại. Thế thì có một cái cơ quan gọi là một cái phòng, mỗi bệnh viện nhà nước đều có cái phòng gọi là phòng quản lý chất lượng. Và như thế thì hàng tháng thu các cái đơn đấy lại. Đấy, để xem là anh kê có chuẩn không. Thì người ta vẫn có gọi là hậu kiểm. Thì vẫn được. Thế còn một số bệnh viện tư nhân tôi nghĩ là hơi khó. Bởi vì bệnh viện tư nhân thì các cái thầy thuốc nó không có cố định lắm. Bệnh viện nào cố định thì rất dễ. Nhưng mà cũng có một số phòng khám thì cứ nay đổi người này, mai đổi người khác, rồi vân vân. Thì kể ra cũng khó hơn. Thì đấy là một cái biện pháp mà tôi cho là nên làm tốt ở cái khâu gọi là kiểm tra chất lượng, hậu kiểm những cái đơn thuốc của các thầy thuốc mà đã kê rồi. Vâng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần minh bạch hơn một chút là cái hạng mục thuốc là hạng mục mà cần phải điều trị mang tính chất cấp tính và điều trị trúng đích. Còn thực phẩm chức năng là những cái thực phẩm mà hỗ trợ. Chúng ta không phê phán thực phẩm chức năng bởi có những thực phẩm chức năng được sản xuất và được phân phối thị trường với cái tác dụng rất là tốt. Nhưng nó chỉ là thực phẩm để hỗ trợ thôi. Thế nên làm thế nào để chúng ta bên cạnh đó cũng phải giúp người dân, đúng không ạ, để hiểu được về cái bản chất của thuốc điều trị và thực phẩm chức năng chưa? Chúng ta cũng cần phải rõ ràng như vậy. Đúng là ý kiến của anh rất là đúng, là bởi tôi nghĩ là cuối cùng thì cũng vẫn phải là giáo dục thôi. Đấy, giáo dục sẽ là mỗi một người để hiểu. Thầy thuốc thì tôi cứ nói mãi là thế này ạ. Nếu các em mà cứ kê bệnh nhân không cần thực phẩm chức năng mà em cứ kê thì rồi đến một lúc đó em chỉ nhớ thực phẩm chức năng nhưng mà em không nhớ thuốc. Thì là cuối cùng sao ạ? Chỉ vài năm nữa là em sẽ chuyên môn em rất khoát sẽ kém đi ạ. Đầu óc mình chỉ có, đáng lẽ mình chăm vào thuốc thì mình mới hiểu thuốc, đường này mình cứ chăm vào thực phẩm chức năng thì mình không hiểu nữa. Thế là 5 năm sau nữa thì chính là hại cho các em đó. Là bởi vì một người thầy thuốc thì cứ mong rằng là sau 5 năm thì mình lại tiến lên một bậc, sau 5 năm lại tiến được bậc. Còn nếu thầy thuốc nào cứ chăm vào thực phẩm chức năng, tôi dám chắc là 5 năm không có thay đổi gì. Mà 5 năm không có thay đổi gì thì trình độ chuyên môn kém. Mà trình độ chuyên môn kém là nhân dân biết, khám bệnh không ra nữa, đơn thuốc thì cứ kê không chuẩn. Thế thì tôi vẫn cứ giáo dục như thế. Thì tôi nói thế thì phải nói là rất nhiều em nó tâm đắc. Và như thế thì trẻ thật, nhưng mà các em kê đơn rất là chuẩn. Một lần nữa xin cảm ơn những cái phân tích và những lời chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Và cảm ơn bác sĩ đã cùng đồng hành với chương trình.